nước ngược, nước đang chảy khủng khiếp, chảy ngược khủng khiếp. Chúng ta chờ một cú nước xuôi của Bodhisattvagrama nha anh em. Còn bây giờ là nước ngược. Rồi, chúc mừng anh em với những cú vật đầu tiên nha. À, chúng ta thấy Danh Tùng ha, Danh Tùng đang trên ghe của Bodhisattvagrama. Trong buổi vật đầu tiên cho dòng sông Mát Bro. Đối với anh em ghe ngò mà sau thời gian mà tập luyện trên ao nước ở chùa hoặc là trên sân chùa, thì khi mà được xuống ghe ngò thì chẳng khác nào mà nước lên đồng, cá về sông. Đặc biệt là khi ghe ngò mà xuất hiện trên dòng sông Mát Bro nữa. Chúng ta cùng xem những cử vật đầu tiên của Bodhisattvagrama ha, trên dòng sông Mát Bro. Nếu như các đội ghe khác hiện nay đang tập chủ yếu là ở khu vực khán đài, thì Bodhisattvagrama đang tập ở khu vực giữa cầu quay cầu cao, và có lúc thì anh em cũng đi xa hơn cầu quay một chút. Như vậy là trên dòng sông Mát Bro lúc này có thêm Bodhisattvagrama nữa rồi. Sau Sàng Ke, Cơ Lan, Băng Kha Yon, Chầm Ba, Lão Hổ, thì hôm nay đã có thêm Bodhisattvagrama, phường 7 thành phố Sóc Trăng. Bodhisattvagrama nha anh em, trên dòng sông Mát Bro. Chú Cải, nãy giờ thấy đội tập luyện lâu chưa? Dạ mới thấy bản lại. Thôi, đuổi theo Bodhisattvagrama thôi anh em ơi. Tiếp tục chơi Bodhisattvagrama nha anh em. Chỉ là những nhịp dầm mà giữ nhịp thôi. Đều đặn đều độ giống như các đội ghe hiện nay đang tập trên dọc sông Mát Bro. Hy vọng là chốc nữa chúng ta sẽ nhìn thấy những cú nước rút tăng tốc của Bodhisattvagrama. Còn bây giờ thì anh em vẫn đang điều độ thôi. Nếu như các đội khác chủ yếu là tập trung ở đoạn khán đài, thì Bodhisattvagrama lại tập ở phía trên này. Chúng ta thấy xa nè là cầu quay. Tiếp tục anh em ha. Nước ngược, nước đang chảy khủng khiếp, chảy ngược khủng khiếp. Chúng ta chờ một cú nước xuôi của Bodhisattvagrama nha anh em. Còn bây giờ là nước ngược. Đoạn này là tới cầu quay rồi nè, anh em đang bơi nước ngược. Xong đoạn này Quốc Khởi sẽ chạy lên trên kia đón anh em bơi nước xuôi trở xuống. Bây giờ nước ngược, bơi hết sức vất vả luôn, anh em chuẩn bị qua cầu quay. Đẹp quá ha. Rồi, chúng ta lên trên để chờ Bodhisattvagrama với một cú xuôi dòng. Rồi, chúc mừng anh em với những cú vật đầu tiên nha. Yeah.
Vậy là buổi đọc đầu tiên của anh em Bodhisattvagram cũng đã kết thúc. Quất khởi gà chảy một tí cho nên cũng không ghi hình được nhiều anh em tập luyện. Theo kế hoạch thì mai anh em sẽ tiếp tục. Giờ thì buổi tập đầu tiên của anh em Bodhisattvagram ở dòng sông Marlboro cũng khép lại ở đây. Sao em? Buổi tập đầu tiên sao rồi? Năm giờ rưỡi ngày mai. Rồi 5:30 ngày mai ha. Ừ vậy hả? Ừ. Thì không gài tập trong mình tập trong trên dàn giáo không à? Ừ. Nhưng mà ghe cái. Mình chưa ve ghe. Nó lắc lên lắc xuống mình lo tìm không à? À vậy chưa. Nói chung là ngày mai ha. Bữa nay giống như mình mới thử thôi. Chắc ở 2-3 ngày nữa chắc sẽ ve rồi. Ừ. Nhưng mà thấy tạm hài lòng ở buổi tập đầu tiên của mình không? Thấy cũng ok đỡ rồi. Lần đầu tiên được vậy đó ok rồi. Rồi, hy vọng là những lần tập tới anh em sẽ tốt hơn ha. Dạ dạ. Bodhisattvagram. Rồi, rồi, vậy nha. Dạ, anh em cũng rất là cố gắng luôn. Mình để ra đây luôn hả? Dạ, chắc đem đi chỗ đầu cầu Sóc Nhỏ. À, ở đó. Rồi, chiều mới qua đây tập. Rồi, vậy làm chiều mai ha. Rồi anh em mình nha. Rồi tạm nhìn lại anh em Bodhisattvagram. Hôm nay có khởi ra trễ cho nên cũng không ghi hình được nhiều. Chiều mai anh em ha. Rồi. Nói chung là ngày đầu tiên xuống ghe thì đa số anh em cũng chưa nói như cầu thủ bóng đá là chưa lấy lại được cảm giác bóng. Cũng còn lắc lư quá. Nhưng mà cũng hài lòng với ngày đầu tiên. Thì hy vọng trong những ngày tới Bodhisattvagram cũng như các đội ghe đang tập luyện hướng đến Ốc Bốt 2023 sẽ càng ngày càng tốt hơn, hoàn thiện kỹ chiến thuật cũng như là tăng sức bền thể lực để tất cả cùng bước vào hội đua với những trận đấu kịch tính hấp dẫn. Rồi vậy nha anh em.